Rồi bây giờ em muốn kiếm bạn gái như thế nào? Dạ sáng, không có đen lắm. Mình tên là Đông Hồ, năm nay mình 26 tuổi. Mình quê ở Kiên Giang, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình là nhân viên ngân hàng. Ủa đó bạn nam, cụ thể là giờ bạn làm cái công việc gì, bạn nói rõ lại tôi nghe coi. Công việc chính của mình là đi tìm khách hàng, rồi cho khách hàng vay, rồi huy động. À, bạn nữ. Dạ, em tên là Mỹ Hằng, hiện em đang là giáo viên ngữ văn ở giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức. Quê em ở Sài Gòn, Thủ Đức luôn chị. À, mình bao nhiêu tuổi bạn? Năm nay em 25 tuổi ạ. Cô dạy ngữ văn nữa, ăn nói lại duyên dáng, dễ thương nữa, mà làm sao mà phải nhờ tới chương trình? Tại vì đa phần cái tính chất công việc của em là em dạy từ sáng cho đến tối á. Nhiều khi một tuần mới được nghỉ một ngày á, cho nên nhiều khi cũng lười đi chơi. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì em? Dạ, điểm mạnh của em là em nói rất là to. Em rất là nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình. Em cũng biết nấu ăn và biết làm một số những loại bánh. Còn điểm yếu của em thì có lẽ là đôi khi em hơi nóng tính. Dạ, đôi khi là cũng lười dọn dẹp một tí á. Dạ, nhiều khi phòng một tuần mới dọn một lần. Dạ, thầy giáo cũng hơi bề bộn dữ ha. Bạn trai có nguyện tình nguyện gì dọn phòng phụ không? Dạ, không sao đâu chị. Từng dọn lần chứ em tới 1 tháng mới dọn lần mà. Hai cái này hợp nè. Dạ. Có bao nhiêu mối tình rồi? Hai người để nhớ. Còn mà gâu ghia lẻ tẻ thì chắc cũng nhiều. Ủa có gâu ghia nữa hả? Dạ thì là giống như không chính thức á anh. Ưu điểm khuyết điểm của bạn sao? Ưu điểm của em á là người miền Tây mà giống anh Linh nên là thật thà, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Thật thà lắm đó. Dễ chịu. Mọi người gặp em thì có thể nói chuyện thoải mái. Em dễ tính. Dạ. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm thì hay sự sự cảm tính. Em mà không thích cái việc gì đó mà đừng có ép em. Có ép em cũng không có làm. Chắc là ít quan tâm người khác, với em cũng giống bạn nữ bên kia, lười yêu. Đàn ông mà ít quan tâm với người khác thì cái này là nó hơi nặng chứ không phải là điểm. Dạ, đúng rồi, mình có bạn gái mình phải quan tâm đến bạn gái chứ. Bây giờ muốn có người yêu rồi lâu dài phải là tập cái thói quan tâm đến người khác. Dạ. Rồi bây giờ em muốn kiếm bạn gái như thế nào? Bạn nữ cao khoảng 1m57 trở lên. Được. Da sáng, không có đen lắm. Cái da đen thì cũng ngâm đen đen rồi, có ấn tượng chứ, cá tính chứ. Em đã đen rồi mà bạn gái còn đen nữa rồi, đi giống thằng thằng. Rồi gì nữa không bạn? Ăn mặc không hở hang quá, hở khoảng 40%. Trời ơi. Có nhiều quá anh. Vậy thì quá nhiều. Quá nhiều. Ta hở có 20 cũng dạ. Hở 40 gần như mặc quần không mặc áo. Tăng lên chút thì hả, 20 thôi anh. Ôi trời dạ. Trời phóng khoáng quá ha, lần đầu tiên mới thấy bạn trai phóng khoáng vậy luôn. Dạ, với lại là bạn nữ đó là sẽ không có xe xua đua đòi. Nhưng mà nãy mình nghe bạn giới thiệu thì mình thấy bạn cũng gần giống như cái hình mẫu bạn gái mà mình mong muốn rồi đó. Bạn quê ở miền Tây vậy chắc bạn cũng có một tí xíu lãng mạn ha. Chắc là không được lãng mạn mấy. Thôi thí dụ giờ quá mất là lãng nhách à. Bây giờ mình tưởng tượng cái đi, bạn trai bên đây là tới ngày sinh nhật bạn gái, bạn nghĩ coi cách nào tổ chức cho nó lãng mạn chút xíu thử coi. Chắc là hôm đó sẽ mình đi làm về sớm, nếu mà quen thân rồi có thể là tổ chức yêu rồi đó. Yêu luôn hả? Ừ. Dạ nếu vậy thì em sẽ tổ chức sinh nhật cho bạn tại nơi em ở, rồi chuẩn bị gì kỳ vậy? Có lãng mạn không? Dạ không, em chưa nói hết mà anh. Thứ nhất là phải có bánh kem, rồi chuẩn bị nến, thật là nhiều nến. Tại chỗ em ở view cũng lý tưởng, nhìn qua Bitexco. Dạ. Ủa em ở với ai? Dạ em ở nhà trọ dưới chân Bitexco. Dạ thì em nói view Bitexco rồi chứ em đâu nói ở gần Bitexco. Em ở với ai? Dạ em ở với bạn cùng học đại học đại chị ơi. Ủa rồi em tổ chức cái đó rồi bạn em nó ăn sinh nhật chung luôn hả? Dạ. Đâu sao đâu chị, tại thường bữa nó cũng đuổi em đi hoài à. À là bữa đó em đuổi nó đi hả? Dạ bữa đó em đuổi nó đi. Em thấy về lãng mạn chưa em? Dạ chưa. Thấy chưa? Dạ em thích mẫu người bạn trai sao nè em? Thứ nhất là phải cao hơn em, 1m68 hoặc là 1m7 gì đó. Rồi. Dạ em thích da đừng đen quá, cao to. Cao có, to coi lỡ. Gì nữa em? Em thích bạn nam mặc đồ sáng một tí. Ví dụ như là dạ, mặc sáng. Cũng phải cỡ như là áo xanh hoặc là áo màu đỏ mặc đô chẳng hạn vậy. Ủa, xanh lè luôn. À là nổi chứ phải. Dạ. Dùng từ ra sáng là màu trắng màu thì kia mới gọi là sáng. Rồi có điều gì bạn không thích ở bạn nam không? Tính gia trưởng, độc đoán. Tay chứ không có đâu. Dạ đúng rồi anh. Dạ chào chị. Cũng bự mà. Bự à, chà bá lửa luôn à. Cao nhiêu? Dạ cao 1m76. Trời ơi, có ăn gian không? Đưa đứng lên coi đâu mà dữ vậy. Dạ nãy giờ ai cũng hỏi mà thiệt chị ơi. Tay giống công tử Bạc Liêu ghê ha. Dạ tại lâu ghi hình nên vậy á chị. À với bình thường tài lỏng không hả? Dạ không có. Nay nó là công tử Bạc Liêu chứ thường ngày nó công tử bạc bẽo.
Chị ơi, hỏi giùm em cái, hồi nãy anh nói lười yêu á, vậy là ví dụ như mà mấy ngày mà đi chơi á, anh có thể đến nhà chở em đi được không chị? Đàn ông thì đương nhiên là khi mà mình quen phụ nữ thì mình phải là người chủ động rồi bạn. Đúng rồi. Còn đi chơi thì mình phải qua chở bạn thôi. Em không thích thì em không đi, chứ còn mà em thích là em nhiệt tình lắm. Cái đó là phải gọi là lười yêu mà, tại chưa trúng đối tượng, đúng không? Dân miền Tây mà chơi xa láng luôn, sáng xa láng sáng gì sớm. Ừ, lo gì. Ồ, cào ráo đẹp trời, trai lắm à. Kiên Giang mà xem sao. Ồ. Trời em. Dạ. Ví dụ như đàn trai đặt cái chuyện làm dâu em có sợ không? Theo chồng về Kiên Giang ở lập nghiệp với đó luôn em chịu không? Dạ không, gia đình em ở đây rồi, nói chung mọi người người thân đều ở đây và em cũng lập nghiệp ở đây nữa thì nói vậy thôi chứ đẻ đứa hai đứa theo đâu không theo. Em có đi với ai không? Dạ hôm nay em đi 500 anh em ngồi dưới anh. 500 anh em hả? Wow. Trời ơi. Mình là Minh, là đồng nghiệp quản lý trực tiếp của bạn Đông Hồ. Minh làm việc với Hồ cũng một thời gian cũng khá dài. Thì cái vấn đề là Hồ là một chàng trai tốt, chỉ là có đen chút xíu thôi. Chứ còn còn lại là mình nghĩ là ok. Là một người đàn ông chuẩn man đó, bạn gái yên tâm với vấn đề này. Bên đàn gái thì cũng rất là dễ thương. Anh nghĩ nó sẽ phù hợp với em. Đàn gái mình bên đây có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ em. Mẹ thì mẹ thấy bạn này thì nói chung rằng là rất được. Cái mẫu mực thì tốt rồi. Cho cô hỏi con ở Kiên Giang, gia đình anh chị em có đông không? Dạ, nhà con thì có 5 người. Con có tổng cộng là 3 anh em. Con thứ hai, con cả. Rồi, thì mẹ thấy rằng là tốt đó con. Không có gia trưởng. Dạ. Là cái điều đó là tôi rất mừng. Sống thì tôi thấy sống là còn thiếu một chút nữa là không có quan tâm mấy. Nói chung rằng là không phải là không quan tâm, nhưng mà từ cái chỗ không quan tâm thì học hỏi từ từ nó sẽ tới thôi. Nếu con là... con rể của bác, con hứa là sẽ thay đổi bản thân mình, yêu thương, quan tâm và chăm sóc bạn một cách tốt nhất của con. Thì con sẽ đối xử với gia đình bên mình giống như là ba mẹ của con. Sẽ không có phân biệt giữa ba mẹ vợ hay là ba mẹ ruột. Rồi, cô bác cảm ơn con. Coi như là tán thành hết rồi đó. Và ăn thua là cái nhìn đầu tiên. Kéo màn, hai kéo mặt có tình hình sao? Rồi. Kéo màn. Chào bạn, anh có món quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Thì anh cũng sẽ có một số cái quan điểm của mình muốn trao đổi với em. Cái thứ nhất là về cái chi tiêu tài chính của mình á, thì bây giờ anh sẽ có 10 thì anh chỉ xài khoảng 5, 6, 7, còn lại thì để sau này lo cho tương lai. Thì em có đồng ý về chuyện đó không? Em có tháng có 10 triệu, em xài 7 triệu, em đưa người ta có 3 triệu, nó lo con cái nhà cửa sao đủ. Dạ không, phải cái đó là em thí dụ thôi chứ không phải là nói là em xài... Thí dụ trước khi mà tính đến hôn nhân thì cái phần đó để dành là đúng rồi. Nhưng mà nếu như mà là cưới nhau rồi thì em nghĩ thì chắc có lẽ là chi tiêu thì em có thể quản lý được không? Em có khắt khe quá về cái tiền chi tiêu của anh không? Thì ví dụ như anh 10 thì em 8, anh 2. Tại vì còn có rất là nhiều thứ cần phải lo cho gia đình. Dạ. Đâu, nếu đủ để đảm bảo những nhu cầu thiết yếu thì cũng ok. Dạ. Vậy thì anh có ý định là lập nghiệp ở Sài Gòn luôn không? Ý định của anh là lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì nếu mà lập nghiệp ở Sài Gòn thì anh có ý định là sẽ mua nhà hay gì không? Dạ có chứ, đang phấn đấu cho tương lai để mua nhà mà. Thì hiện tại là công việc với thời gian của anh thì nó hầu như là nó hơi bị kín lịch. Là sáng thì khoảng 7-8 giờ anh ra khỏi nhà. Và dạ, tới khoảng 9 giờ tối đi học buổi tối này. Tại vì công việc của em thì cũng đi từ sáng đến tối đó. Cho nên thì em rất là hiểu cái tính chất công việc của anh. Thì anh sẽ sắp xếp lại cái thời gian của mình, sẽ dành thời gian cho em. Chỉ có điều mỗi lần gặp thì phải chất lượng. Vui hết cỡ. Dạ. Chia sẻ hết những gì mà ví dụ như trong một tuần hoặc là trong một tháng đó, là mình có những cái bức xúc hoặc là có những cái vấn đề gì mà về công việc hoặc là cái gì đó thì mình có thể chia sẻ hết với nhau. Cái đó em yên tâm. Vậy là giờ hiện anh đang ở gần chỗ quận nhất đúng không ạ? Anh ở... đúng rồi, anh ở quận 7, cầu Kinh Tẻ. Buổi gặp gỡ đầu tiên nè, hát bằng một bài hát gì đó tỏ tình với cổ quá. Hồi nãy anh hỏi em ưu điểm, em chưa có nói là em không biết hát anh. Bây giờ hát hay là chuyện bình thường, hát làm luôn. Đừng cười nha quý vị. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Rồi hết rồi chị. Làm chị đang hay mà.
bài này ai cũng hát hay chứ, chỉ có mình em hát chưa hay. Dạ. Chưa hay chứ không phải là dở. Dạ. Vài bữa tập không, có cố gắng, mình ghi nhận. Dạ. Có cố gắng. Vậy thì nên em cũng gửi tặng anh một và bốn câu thơ của Xuân Quỳnh. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Đúng rồi. Nếu biển không có sóng, đâu thể biết biển dạt dào. Nếu chiều không họ hẹn, đâu thấy lòng nôn nao. Dạ, thật ra là nãy giờ em đi cận đó.